Gái ơi, con ở nhà con coi phơi đồ với rửa chén dọn dẹp nhà nhé, nghe coi chừng chuột nghe, mẹ đi chợ nha. À con ở nhà với chị ba giỏi nha. Con dành phơi đồ hả? Con phơi đồ được không? Con biết phơi không? Rồi giỏi dữ vậy ta, bữa nay chuột giỏi dữ vậy các bạn. Đâu giờ con nói với các bạn sao? Cần con nói sao? Bữa nay sao? Hôm nay mình dành phơi nha. À, bữa nay con dành phơi hả? Đâu con nói sao, giờ con nói với các bạn nghe coi. Hello, sao chào các bạn đi. Hello các bạn, hôm nay mình dành phơi đồ nha. Phơi đồ phụ ai nè? Chị ba. Rồi phơi đồ phụ chị ba. Rồi đâu đi phơi coi, phơi sao, phơi sao cho các bạn coi coi, phơi phải làm nó đúng nha. Con đi kiếm cái gì? Con đi vô kiếm móc hả dạ? Hả? Đồ ở đâu? Rồi bữa nay chuột chành. Đây nè, móc ở đây nè, móc của có sẵn ở đây nè. Nó ừ. Con phơi được không? Rồi coi kìa, bữa nay chuột dành nè. Cái việc của chị ba mà bữa nay chuột dành, chuột bữa nay chuột ngoan chưa? Rồi. Trời ơi các bạn ơi, để coi coi chuột làm sao. Trời ơi biết luôn. Mở ra được không? Ô, trời ơi giỏi chưa. Rồi kìa. Rồi bữa nay chuột dành phơi đồ. Phơi sao? Rồi. Để coi coi nó phơi được không nha. Quần đó quần của ai? Đồ của ai? Của anh hai. À đồ của anh hai. Chị ba à, lại phơi đồ phụ em đi. Có kêu chị ba phụ không? Có nữa hả? Ok kìa, giỏi chưa. Rồi rồi máng đâu? Máng đó luôn hả? Rồi cho máng đó luôn đi, hồi chị ba đem ra ngoài phơi nghe. À con phơi được một cái quần rồi đó hả, thấy chưa, thấy giỏi không? Mày thấy em giỏi không gái hả? Hả mày thấy em giỏi không? Kêu mày là mà kêu lúc nào kêu mày cũng chậm hơn em hết trơn á. Kêu nó giỏi lắm cả nhà. Mỗi lần em kêu chị ba nó là nó dành nè, nó dành nè. Mỗi lần em sai chị ba nó cái gì là nó dành, nó lại dành như là nó làm công dành trước vậy đó. Cái gì cũng vậy hết trơn, giỏi lắm. Có cái được lắm cả nhà. Trời mà hô mưa cái là nó kêu chị ba nó phơi gom đồ vô. Còn á nhà mà mưa cái đầu nó lại nó biết chạy đi đóng cửa sợ nước mưa tạt vô. Thôi kìa. Giỏi chưa? Bữa nay chuột biết giúp đỡ mẹ rồi đúng không? À, ú kìa. Kìa nó phơi được hai cái luôn. Hả? Chị ba phụ không? Có cần chị ba phụ không? Dạ. Cần nữa hả? Móc nhỏ đó là để phơi đồ ai? Ừ. Móc nhỏ đó không có được. Móc nhỏ đó để dành phơi đồ ai? Móc nhỏ để dành phơi đồ của con. Lấy móc bự phơi thôi. Không có đồ con, bữa nay mày giặt không có đồ con, mày giặt chỉ có đồ cha với đồ của anh hai không à. Đồ con. Móc bự, móc nhỏ rồi để lên trên đầu tủ đi, rồi mới giặt đi. Đồ bự mà. Ừ thì không, con để đồ lên đi. Đúng rồi, để nó đi móc rồi chừng nào có đồ con mới phơi. Ừ. Ok. Dành lắm, ổng nhà ổng có tối ngày cái gì ổng cũng cứ dành. Ừ. Máng đâu? Đúng rồi, đúng rồi, không nó biết, nó biết cái bề nào ngược, bề nào xuôi nó theo, máng theo với bộ à, nó. Bên kia đi. Máng mắt bên kia, máng cái tay cầm bên kia. Ừ, nói rồi gớ. Trời chừng nào mới phơi xong đống đồ này chàng. Chị ba lôi ra phơi lẹ đi. Con máng lên đi rồi chị ba moi ra. Nó ừ bên kia. Trời ơi máng hoài không được luôn rồi. Tiêu rồi, chết rồi. Để đây. Ừ để đó. Để cho. Rồi phơi nữa đây. Cao. Ô trời ơi trời ơi trời. Cái đó đồ của ai vậy? Cha. Hả? Cha. À đồ cha, rồi phơi đi. Rồi. Cũng cầm cái nào phơi cho. Cái phơi đồ kiểu này chừng nào mới xong? Ông trời. Quay lại tới chị ba bận luôn. Trời ơi trời. Bận ngược rồi đó. Kệ nó, trời. Bận cái đầu tới giò luôn nè. Bận đó làm con gì? Làm cha. Làm cha. Bận áo đó lên làm cha đó, làm cha ơi. Bình cha làm cha Bình Nam hả? Trời ơi trời. Chọn đi đâu vậy trời ơi?
Rồi hai chị em mình phơi đồ tới chừng nào mới xong. Ở nhà là em kéo kéo thẳng xuống, kéo thẳng xuống dài tới đầu gối luôn nè, dài tới chân luôn nè, sửa ngay lại. Hết chuyện trời. Cởi, cởi, cởi hết cởi được luôn. Hết cởi được. Làm con gì vậy? Hả? Hả? Biết cởi luôn kìa. Ô vợ biết cởi luôn kìa. Rồi thôi mắng móc phơi lẻ đi. Phơi lẻ đi. Hai chị em phơi biết tới chừng nào mới xong ạ. Được kìa. Trời ơi giỏi lắm. Cái chuyện làm không được á thì ổng giỏi lắm. Để đây nha. Để đây được không? Chuyện làm không được á, ta sai người ta kêu người này thì ổng dành chân rồi, còn có lúc nào ổng làm được không à, ổng không chịu đâu. Không chịu. Hai đồ anh hai luôn nè má. Ừ vậy đó hả? Đồ anh hai đồ cha không à? Trời ơi, okay. Okay. Chui chui đâu vô trong mấy giặt đó cháu. Có cái gì vậy cháu? Trời ơi, không có vô trong được. Trời hết chuyện chơi thiệt chứ, nó đi chui vô trong mấy giặt luôn rồi. Không mà kẹt cháu không ai hút bị okay. Đi ra. Đi ra phơi đồ đóng cửa lại đi, moi đồ hết rồi đóng cửa tủ lại đi. Tối ngày ổng ở nhà ổng phá vậy đó. Chuyện người ta không cần á thì lắp hết rồi, lắp hết móc rồi. Rồi rồi nó bư rồi. Mở đó làm gì nữa? Mở đồ vô đó làm chi? Đợi nó lo môi ra đây phơi rồi. Nó quậy đó, tới giờ nó quậy rồi đó, nó xạo đựng chút à. Nó các bạn thấy chuột không? Các bạn thấy chuột quậy hay là chuột phơi đồ vậy các bạn? Các bạn bình luận vô coi, bình luận vô cho chuột, có bình luận cho chuột biết coi là chuột phơi đồ hay là chuột quậy nha các bạn ơi. Ok. Rồi hồi con gái ở nhà rửa chén nấu cơm nha. À, chuột có nấu cơm rửa chén gì không? Không. Không em chỉ phơi đồ. À là em chỉ được phơi, em chỉ biết phơi đồ thôi chứ em không biết rửa chén nấu cơm hả? Là chỉ dành vậy thôi phải không? Rồi cái cuối cùng có phơi không? Ồ con biết nấu cơm luôn hả? Ồ giỏi quá ha. Ồ giỏi quá ha. Giờ bye bye các bạn đi, cho mẹ đi làm nè, mẹ đi chợ nè. Kìa kìa coi treo đi, treo phá cái gì nữa. Coi kìa, thấy chưa? Thấy chưa? Đây, coi kìa, té nè. Té nè. Té là bình thường treo đi ngoài luôn. Thường nó treo là có cái lồng á hay gì á nó mới treo được, coi kìa. Kìa. Coi kìa. Rồi con treo lên đó còn làm gì trên đó? Chơi. Chơi. Hết chuyện treo lên đó chỉ chơi vậy thôi đó hả? 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 Tiền của ai? Không. Tiền chị ba. Bỏ túi đi. Mẹ mua bánh cho con luôn nha mà. Ừ. Rồi, bỏ túi đi con, bỏ túi đi chút mẹ lại mẹ lấy. Đúng rồi. Rồi kìa. Đó, lên nó lụm được ngàn rồi đó. Con bỏ túi ra con mua bánh. Ừ. Rồi. Nhảy điệu nhảy cho con đừng có đụng vô cái gặp nó sập đó. Con đi ra chỗ khác con nhảy điệu nhảy cho các bạn coi coi con nhảy sao. Ơi đứng đàng hoàng, đứng đàng hoàng coi coi. Trời ơi. Coi kìa nhảy quay đặt qua đây quay mặt đâu hả? Coi kìa. Ê, trống nước, ông nước đừng có phá, đừng có phá. Coi kìa. Coi coi coi. Coi coi coi. Rồi đi xuống được chưa? Ai kêu mà trèo lên thì giờ mày không biết đường xuống. Nó đóng cửa là chinh coi đỡ em chừng nó nhào đầu xuống đó coi kìa. Rồi xuống được không? Đó. Coi kìa. Có phơi không? Các bạn thấy chuột có phơi không? Để nó tự xuống nè, nó xuống được nè. Nó xuống được nè. Mỗi khi nó trèo hoài đó cả nhà. Đó, thấy chưa? Rồi phơi đồ xong chưa? Chị ba ơi, hốt em xuống. Rồi đó, thôi thôi đừng có bấm máy, đừng có bấm máy giặt nữa, coi kìa. Đó, có thấy không? Giỏi quá ha. Môi đồ ra cho chị ba phơi. Rồi bye bye các bạn đi nè. Nè, bye bye các bạn đi. Cảm ơn các bạn nè. À, cảm ơn các bạn cô chú sao lẹ lên, quay lại nói chuyện nào bà. Rồi chị ba lấy tiền mất tiêu.